Hello, xin chào mọi người nhé. Đầu tiên thì các bạn vào app Usual Banking cho mình nhé. Tiếp theo thì các bạn nhấn vào dòng chữ là Usual Directory cho mình để đăng nhập vào nhé. Và sau khi đăng nhập xong thì các bạn kéo xuống cho mình nhé. Và các bạn nhấn vào dòng chữ là Directory Top của cho mình. Và tại đây là cái trang cá nhân của mình nhé. Các bạn kéo xuống cho mình. Tiếp theo thì các bạn nhấn vào dòng chữ cho mình là FreeCoMi, FreeKE để chuyển khoản nhé. Đấy, các bạn kéo xuống cho mình tiếp tục. Các bạn kéo xuống cho mình. Các bạn kéo xuống cho mình nhé. Và để chuyển tiền sang ngân hàng Ucho thì các bạn nhấn vào dòng chữ đầu tiên cho mình là Ucho Ginko AT FreeKE nhé. Tiếp theo thì các bạn nhấn vào cái dòng đầu tiên để các bạn nhập cái mã số ngân hàng, cái tài khoản nhận tiền nhé. Đây là tài khoản nhận tiền nhé. Các bạn nhập cái mã số ngân hàng vào, số thẻ ngân hàng vào. Thì ở đây thì mình sẽ chuyển tiền cho bạn mình khoảng tầm 5 cent gì đấy. Đầu tiên là 5 cái số đầu của thẻ ngân hàng nhé. Và tiếp theo là 8 cái số cuối. Thì các bạn nhập đầy đủ vào cho mình 8 số cuối nhé, 5 số đầu và 8 số cuối các bạn nhập đầy đủ vào cho mình nhé. Sau khi nhập xong thì các bạn kéo xuống cho mình. Các bạn kéo xuống cho mình và để nhập số tiền vào nhé. Số tiền các bạn muốn chuyển thì ở đây thì mình sẽ, ví dụ mình sẽ chuyển tầm 5 sen gì đấy nhé, tầm 5 sen nhé. Và ở đây thì các bạn để nguyên như thế, các bạn kéo xuống cho mình. Kéo xuống cho mình. Đấy. Kéo xuống cho mình. Và các bạn nhấn vào cái dòng chữ là chữ ghế cho mình. Tiếp theo thì ở đây thì các bạn là xác nhận cái thông tin của người nhận tiền cũng như là người chuyển tiền. Các bạn xác nhận lại cho mình nhé. Số tiền là 5 sen. Đấy, các bạn xác nhận kỹ lại cho mình. Và ok thì các bạn nhấn vào dòng chữ màu xanh để khởi động cái app lên nhé. Khởi động app lên. Thì tại đây thì các bạn nhập cái mật khẩu 4 số vào. Mật khẩu thẻ ngân hàng nhé. Và các bạn nhấn xác nhận cho mình. Ở đây thì là vẫn chưa hoàn thành đâu nhé. Các bạn kéo xuống cho mình. Kéo xuống cho mình một lần nữa. Các bạn kéo xuống. Các bạn xác nhận lại thông tin và kéo xuống nhé. Và tại đây các bạn nhấn vào dòng chữ là dịch cô sư rử, có nghĩa là tiến hành, nhấn để gửi. Và các bạn nhấn hay để xác nhận. Và bây giờ mới hoàn thành nhé. Như thế là mình đã tiến hành là chuyển khoản xong 5 sen sang tài khoản Trần Thị Oanh. Thì bây giờ mình sẽ mở cái app lên để kiểm tra tiền nhé. Mở app Ucho lên để kiểm tra nhé. Đấy, và như vậy là tài khoản đã bị trừ 5 sen ở đây nhé. Đấy, đã bị trừ 5 sen. Chúc các bạn thành công nhé. Bye bye.